Mọi người chơi xe buýt hoảng sợ. Cậu không thể làm tôi hoảng sợ, hoặc tôi sẽ phù phép cậu. Thôi nào, quái vật Munchkin, hãy đến thị trấn Halloween. Vòng xoay bên xe buýt, chúng nó xoay vòng. Chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Vòng xoay bên xe buýt, chúng nó xoay vòng. Đi đến Halloween thôi. Phù thủy ở trên xe buýt là sẽ biết là ha ha, đi đến Halloween thôi. Tôi theo dõi một ma cà rồng trên xe buýt. Ê, cậu gọi ai là ma cà rồng? Flap flap. Ma cà rồng ở trên xe buýt là flap 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 flap. Ma cà rồng ở trên xe buýt là flap flap flap. Đi đến Halloween thôi. Trên xe buýt là xác ướp nè, xác ướp nè, xác ướp nè, là xác ướp. Trên xe buýt là xác ướp nè, đi lên Halloween thôi. Nhìn kia, này ai đang vỗ tay vậy hả? Ồ, đó là bộ xương diêm. Bộ xương ở trên xe buýt là hát cha cha, hát cha cha, hát cha cha. Bộ xương ở trên xe buýt là hát cha cha. Quạt pin ở trên xe buýt là thắp sáng tôi, thắp sáng tôi, thắp sáng tôi. Quạt pin ở trên xe buýt là thắp sáng tôi. Đi đến Halloween nào. Yeah, cảm ơn. Cảm ơn soi sáng tiếng hô. Bây giờ chúng ta có thể thấy tất cả những thứ ma quái. Bạn có khỏe không? Quạt bật ở trên xe buýt là buga buga bu, buga buga bu, buga buga bu. Quạt bật ở trên xe buýt là buga buga bu. Xoay bên xe buýt chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Vòng xoay bên xe buýt chúng nó xoay vòng. Đi đến Halloween thôi. Cái gì đó? Đi đến Halloween nào. Các trang trại bị ma ám có thể khá đáng sợ. Ủa, tớ không chắc mình thích ý tưởng này. Có vẻ như không có ai quanh đây. Nè, cậu có nghe thấy không? Bọn mình có nghe. Đang chơi ma của ông bu già. I-I-I-Poo. Bye.
là bộ xương Ellie. Tôi sẽ không bao giờ nói. Và tôi ngửi bộ xương. Bộ xương nằm bé trên giường chung ngay ở đây. Mông te nga bé đắn đầu đau. Mẹ gọi cho ma sói và ma sói la. Chẳng có bộ xương nào được nhảy trên giường. Lát cách bộ xương nhảy ở trên cái giường. Bye.
rồng và zombie. Có vẻ như hai người đã ra ngoài. Oh, wow. Và Bí Ngô là người chiến thắng trò chơi đóng băng quái vật. Bí Ngô là tôi. Và đây là chiếc cúp quái vật. Tại sao cảm ơn người hâm mộ yêu mến? Thôi nào. Giữ một khuôn mặt thẳng đơ.